Ngày hôm qua là ngày vía khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Đó là một ngày lễ rất là quan trọng đối với truyền thống Phật giáo Bắc Tông theo Tịnh Độ Tông. Đạo Phật các sĩ cũng thọ trì kinh A Di Đà giống như Phật giáo Bắc Tông. Bản kinh A Di Đà dù rất là ngắn ngủi nhưng triết lý và phương pháp hành trì trong bài kinh này rất có chiều sâu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một phần rất nhỏ trong bài kinh thôi. Đó là những đoạn văn mô tả về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các mô tả này được hiểu dưới hai góc độ: góc độ vật lý và góc độ tâm linh. Về phương diện cực lạc dưới góc độ tâm linh thì có hai câu mô tả rất là hay và ấn tượng. Trong cõi nước đó, ngay cả từ khổ còn không có mặt, huống chi có thật. Ý niệm về sự đau khổ không có mặt trong cuộc đời và trong não trạng cũng như dòng cảm xúc của mình là một ý niệm có thật. Có nhiều người lý luận rằng khổ đau và hạnh phúc là tương đối, mang tính tương thuộc rất là cao. Nghĩa là ai chưa từng nếm qua mùi khổ đau thì không biết giá trị của hạnh phúc là gì. Dĩ nhiên lý luận đó rất là phù hợp về học thuyết duyên khởi và nhân quả của nhà Phật. Nhưng mà nếu như chúng ta cho rằng chỗ nào phải có khổ đau mới có hạnh phúc đó, chúng ta bị sai lầm. Nói cách khác là có hai loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc mang tính điều kiện, như là sự đối lập lệ với bản chất của khổ đau. Và một loại hạnh phúc đó, nó vượt lên trên tính điều kiện. Chẳng hạn như chúng ta nuôi một con chim ở trong lòng 10 năm, 20 năm, sau đó học được đạo lý lòng từ bi của nhà Phật, chúng ta thấy là mình thương nó như vậy, cho thực tế mình mang lại cho nó quá nhiều nỗi khổ niềm đau của sự giam nhốt. Bản chất của con chim là muốn bay cao, bay xa ở trên bầu trời xanh, sống ở trong rừng thẳm, làm bạn với các cánh đồng ấy. Thế mà chúng ta thương nó, chúng ta cho nó làm bạn với bốn cái bức tường của cái khung, mỗi ngày chu cấp cho nó vài miếng thực phẩm đủ để sống qua ngày thôi. Sau đó chúng ta mở lòng chim để cho con chim cất cánh bay xa. Chúng ta nói rằng chúng ta đã cung ứng cho nó vô vàn sự hạnh phúc. Dĩ nhiên là bản chất của con chim sống ở trong lòng sau nhiều năm tháng bị giam nhốt, bây giờ được thoát ra ngoài trời xanh thì hạnh phúc đó lớn lắm. Đó là một loại hạnh phúc tương đối, đối lập lại với những cái phi hạnh phúc. Nhưng mà nếu như chúng ta là những người Phật tử ngay từ đầu, chúng ta hiểu được giá trị của sự sống là vô cùng tận, không bị giới hạn. Và do đó các loài động vật dù nhỏ nhất, kém may mắn hơn con người, vẫn có những nhu cầu hạnh phúc như là chính con người. Thì chúng ta đâu có tình trạng mua chim về mà nhốt, mua cá về để trưng ở trong các cái tổ tiên, vân vân. Và do đó chúng ta đã đang làm một công việc là tạo ra một hạnh phúc phi điều kiện của loài chim. Nghĩa là nó không bị giam nhốt thì nó đâu bị thả ra. Do đó vẫn có những loại hạnh phúc không bị lệ thuộc về tính điều kiện tương đối. Thế giới Tịnh Độ là một thế giới mang chất liệu nội tại tương tự như vậy. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, đây là câu nói cửa miệng của những tù nhân. Đông đo được cái giá trị của sự thông dong, thoải mái, không bị câu thúc bởi bốn bức tường. Và tâm trạng của người đang bị giam nhốt trong tù ngục đó, đó là tâm trạng bơm phồng dòng cảm xúc lên. Họ đông đo từng giờ, từng phút, từng sát na, từng đơn vị ngắn nhất của thời gian để cho năm tháng ngày giờ qua khỏi. Càng đông đo bằng cảm xúc thì cương điệu và áp suất của nó sẽ dâng trào lên. Và cuối cùng chúng ta cảm thấy rằng là cái thời gian này kéo dài ra. Trên thực tế về phương diện vật lý đó thì thời gian trong tù cũng giống thời gian ngoài, cũng 12 tiếng ban ngày, 12 tiếng ban đêm, chứ đâu có mong mỏi mà nó còn là 23, 22 hay là 20 giờ. Còn không mong mỏi thì nó là 24 giờ. Nhưng trên thực tế càng mong mỏi nó càng dài. Thời gian nó vẫn trôi qua một cách đều đặn như vậy, nhưng mà chú ý về nó thì thấy nó dài, không chú ý thì thấy nó nhanh. Đi thăm viếng người bà con hay là đến một nơi xa nào đó để thưởng thức những cảnh đẹp, chuyến đi thì cảm thấy dài vô cùng, chuyến về thấy ngắn lắm. Trên thực tế thì đơn vị vật lý nó vẫn là một,
Nhưng đơn vị tâm lý nó kéo dài và ngắn, bởi vì có trong trường cảm thấy dài, không có trong trường cảm thấy nhanh. Do đó tính điều kiện của hạnh phúc vẫn có thể mang lại giá trị của hạnh phúc. Ai đã từng ăn kiêng ở cử, uống thuốc bắc suốt một thời gian điều trị bệnh, sau đó ăn uống trở lại bình thường đó, cái khẩu vị nó tiết ra dịch vị một cách đặc biệt hơn những ngày thường. Là bởi vì cái ngày mà mình ăn kiêng ở cử đó, mình uống những cái hương vị thuốc đắng đã tạt nhiều, đổi cái khẩu vị cái là bỗng dưng có cảm giác ngon lành lắm. Cái ngon lành đó là cái ngon lành có điều kiện bởi những cái chất đắng. Phần lớn thế giới của con người sống hạnh phúc trên những tính cách điều kiện tương tự như vậy. Một ngày làm việc mỏi mệt, trở về nhà sinh hoạt gia đình là chúng ta có được những nỗi niềm hạnh phúc. Bởi vì lúc đó nó không còn những cái căng thẳng của công sở, của chuyện làm ăn buôn bán, của đối tác, của tranh chấp, của hận thù. Thì bỗng dưng không gian tâm linh nó được theo đó tăng trưởng, bởi vì nó thay đổi trên môi trường tốt. Rồi sinh hoạt gia đình là một nhu cầu rất là cần thiết để chúng ta giải quyết những bế tắc cuộc sống. Ai mà làm việc nhiều quá mà quên chăm sóc gia đình, bỏ mất đi cái khuynh hướng và thói quen sinh hoạt gia đình thì hạnh phúc không có được bền. Bởi vì lúc nào mình cũng đeo núi cái sự căng thẳng của công việc về nhà. Nói theo tinh thần Đạo Phật Nguyên Thủy đó, chúng ta mang lửa căng thẳng, lửa mỏi mệt ở cơ quan, công sở, quan hệ giao tế về trong nhà, thiêu đốt quan hệ tình cảm gia đình của chúng ta. Cho nên sự thay đổi đó nó làm cho mình có cảm giác dễ chịu. Sự mô tả về bản chất tâm linh của thế giới cực lạc là ở chỗ khái niệm hay là ý niệm về từ khổ còn không có mặt. Có nghĩa là bản chất cư dân tịnh độ đó đã từng sống theo một cách thức là chặt đứt được nỗi khổ, niềm đau và dây mơ rễ má của nó trong quá khứ. Đây là một đạo lý ứng xử hành trì rất là tốt. Khi một hành giả có nguyện vọng sanh về thế giới cực lạc, bỗng dưng là các hành giả này đạt được một trình độ tâm linh nhất định. Với trình độ tâm linh đó, mình không còn truy ức về những điều đã diễn ra trong quá khứ. Tiến trình của truy ức về quá khứ làm cho con người tăng cường nỗi khổ niềm đau hè, hâm nóng lại nó. Chuỗi dài của kiếp sống được đong đo và kết nối bởi rất nhiều cảm xúc khổ đau, trong đó lẫn lộn rất ít cảm xúc hạnh phúc. Mỗi lần nhớ về nó thì nhiên là cái nỗi niềm dâng trào về khổ đau lại có mặt thôi. Đạo lý nhà Phật dạy là cắt bỏ quá khứ đi, để các hận thù nếu có không tồn tại và phát triển được. Để những điểm nuối tiếc nó không có cơ sở để phá hủy các năng lượng tích cực ở hiện tại. Để cho trạng thái thụ động, chán trường, thất vọng đã diễn ra đó không có cơ hội chinh phục, hoành hành, khống chế đời sống tinh thần của mình. Và các cư dân tịnh độ đã nhờ được cái chất liệu tâm linh này cho nên chặt đứt được những ý niệm khổ đau trong quá khứ. Và trong dòng chảy tâm thức của họ nó chỉ còn đơn thuần là những niềm an vui thê thế, thân tâm nhẹ nhàng. Vì đó ý niệm về khổ đau khó có thể tồn tại được. Khi ý niệm về khổ đau quá khứ không có mặt thì thực tế của khổ đau đó cũng không có mặt. Nói một cách khác, câu kinh này đã vẽ lên cho chúng ta hai quan điểm về bản chất của khổ đau. Khổ đau từ kinh nghiệm của quá khứ và khổ đau như là một viễn cảnh dựa trên nền tảng viễn tưởng của con người. Ví dụ như khi chúng ta sống trong một cái giai đoạn binh biến, loạn lạc, chiến tranh, chết chóc, thù hận, viễn cảnh tương lai của đời sống này là gì? Chết đói, chết khát, hủy diệt, tàn phá, thương tật, chia ly, đổ nát và phải xây dựng lại. Đó là một viễn cảnh hoàn toàn của khổ đau. Rồi trong khi đó, bản kinh A Di Đà mô tả bản chất của thế giới Tây Phương, cái ý niệm về khổ đau còn không có mặt, huống chi là nó có như là một thực tại. Bởi vì cái có trong thực tại này đó, nó phải đặt trên những ý niệm. Các ý niệm đó nó có thể liên hệ đến một viễn cảnh trong tương lai. Trong khi đó, cư dân ở trong tình độ không hề có một nỗi lo lắng, sợ hãi, bồn chồn về một viễn cảnh tương lai, về môi trường sinh thái, về chế độ sinh hoạt và cách thức giao tế, đối tác. Không có những nỗi lo sợ đó. Những mô tả như vậy chắc chắn là những mô tả có thật. Có nhiều người từ lúc mới sanh ra cho đến lúc qua đời chưa từng lâm vào cảnh nghèo đói. Họ sống rất là đầy đủ với tấm lòng bao la và thương người, đóng góp, giúp đỡ,
chia sẻ cho cuộc đời này nhiều thứ lắm. Cho nên trong cuộc đời của họ chưa bao giờ có ý niệm về sự thiếu thốn. Và những sự đóng góp dấn thân trong cộng đồng phục vụ chia sẻ nỗi khổ niềm đau đó làm cho tương lai của họ là một viễn cảnh của an vui và hạnh phúc. Là một người phàm sống trong một chế độ, trong một bối cảnh không gian mang tính tương đối và điều kiện hóa, ấy thế mà còn có vô số người đạt được những cơ hội may mắn và hạnh phúc như vậy. Từ huống hồ là những hành giả tu tập theo công thức nhất tâm bất loạn, nghĩa là đạt được trạng thái tâm linh rất là cao, thì rõ ràng không thể nào có trạng thái với những viễn cảnh của nỗi sợ hãi và lo lắng. Lo lắng vì chúng ta không biết trong tương lai của mình như thế nào, sợ hãi vì mình có nhiều vấn nạn mà chưa được giải quyết, những bế tắc đó vẫn đang theo đuổi chúng ta, diễn ra theo một cái thế ngày càng nhiều hơn, ngày càng tăng trưởng hơn, ngày càng phức tạp hơn. Nên lo lắng và sợ hãi đó là con đẻ của vô minh. Khi tuệ giác chưa có mặt thì bỗng dưng con người lo sợ nhiều lắm. Nên khi học đạo Phật rồi mà ai còn thái độ mà lo nhiều quá đó, cái bệnh mà chúng tôi thường gọi là bệnh trách nhiệm thặng dư, nghĩa là mình đầu tư cái trách nhiệm quá mức. Có nhiều công việc chỉ đòi hỏi chúng ta đầu tư 2 giờ là có thể giải quyết một cách tốt lành rồi, ấy thế mà chúng ta về để tay lên trán, trằn trọc băn khoăn, rồi chúng ta lo lắng đủ thứ trên, lo đến độ nghĩ rằng là con của mình, anh của mình, em của mình, cháu của mình, thậm chí là người bạn đời của mình không đủ sức để làm chuyện đó. Cho nên mình ôm cái đó vào trong công việc. Chính vì thế nó tạo ra những giá trị thặng dư, và giá trị đó làm cho thần kinh não trạng chúng ta bị căng thẳng và mỏi mệt ghê gớm lắm. Những người có bệnh thặng dư về lo luôn luôn già trước tuổi, tuổi thọ giảm, là bởi vì họ không có nhìn tuệ giác Đức Phật dạy. Vì đó không thấy rõ được cái viễn cảnh tương lai của nó là gì. Phải có cái nhìn tuệ giác bỗng dưng chúng ta có thái độ ứng xử rất là dứt khoát, tự tin, chắc chắn, và kết quả kéo theo đó phải là những cái tích cực, chứ không có những cái hàng đôi, hay là vừa tốt vừa xấu, hay là có thể thất bại, không có. Dựa vào nội dung mô tả về bản chất thế giới tâm linh của các cư dân tịnh độ, chúng ta thấy đó là những nhu cầu về tinh thần rất là lớn, và con người hành giả ở Ta Bà vẫn có thể làm được chuyện đó. Nét đặc sắc của bản kinh A Di Đà không nằm ở chỗ là giới thiệu một mô hình quy hoạch tịnh độ lý tưởng nhất ở một thế giới cách chúng ta khoảng 10 tỷ cõi nước, hay là 10 tỷ hệ mặt trời, hay là năm ánh sáng, mà nằm ở chỗ là cho chúng ta có được một sự tham khảo về mô hình quy hoạch tịnh độ để chúng ta thiết lập các mô hình tương tự với tỷ lệ tương xứng và nhỏ hơn về cấu trúc ở trong lòng thực tại mà chúng ta đang sống, ở trong gia đình chúng ta đang tồn tại, ở ngay trong tâm chúng ta đang cảm xúc, nhận thức, đánh giá. Giá trị của đó là nằm ở chỗ này. Là những người cầm cân nảy mực, có tinh thần lạc quan và yêu dân tộc, không cho phép họ được quyền đóng cửa, bế quan tỏ cạn với thế giới bên ngoài đối với người dân của mình. Có nhiều chính thể rất là sợ hãi khi mở cửa cho người dân thấy được thế giới phát triển ở những nước văn minh, bởi vì sợ như vậy họ sẽ nói loạn, yêu cầu và thay đổi chính thể. Cái đó là nỗi sợ và nỗi lo không có cần thiết. Tinh thần của Đức Phật A Di Đà rất là tích cực ở chỗ là Ngài thấy rất rõ cảnh giới Ta Bà có vô số nỗi khổ niềm đau, có vô số những điều cầu mà không được, có vô số tình trạng trái ngang, quan kiên, ghét nhau mà phải gặp mặt, thương nhau mà phải chia lìa, vô số vô vàn những chuyện bất hạnh đã diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Nhưng mà Ngài vẫn sáng suốt giới thiệu chúng ta những mô hình lý tưởng để đặt chúng ta trong một cách thế là nhón chân và bó tay về niềm an vui hạnh phúc, thì chúng ta mới được mấy chục phần trăm của cái đó. Có một mô hình lý tưởng tạo ra được giá trị của tham khảo rất là nhiều, tự phát óc ra để sáng tạo ra một công trình mới đó có thể mất đến cả một cuộc đời, một thế hệ, nhưng chưa chắc nó được hoàn chỉnh. Một mô hình mà đã được đầu tư bởi tuệ giác của Đức Phật A Di Đà, bởi tuệ giác của Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí và vô số các vị Bồ Tát,
vô số các bậc nhất thanh bổ xứ, vô số các bậc đại A-la-hán, thì rõ ràng cái công trình quy hoạch này phải là một công trình có tầm vóc. Cho nên mô phỏng tham khảo đó, bỗng như chúng ta có những mô hình tương đối khá tốt, có thể ứng dụng triển khai được ở trên địa cầu của chúng ta mà không cần phải vắt óc ra từ con dự rô. Hay một cái khác là trong sáng tạo đó, không có cái gọi là sáng tạo 100%. Chúng ta có thể mô phỏng những dữ liệu ABC đã có trong quá khứ. Thông qua các dữ liệu này, chúng ta nhìn thấy được những điểm toàn bích, những điểm còn giới hạn, để chúng ta phát họa ra những cái mới, tích cực hơn, đóng góp nhiều hơn, giá trị hơn, tiện lợi hơn. Đức Phật Thích Ca là một người cởi mở. Nếu nói là nói theo ngôn ngữ của loài người, Ngài không sợ dân chúng của cõi Ta Bà thấy Tây Phương hấp dẫn quá rồi nổi loạn. Ngài không sợ cái chuyện đó. Ngài mong và Ngài sẵn sàng cấp hộ chiếu cho họ xuất cảnh đi ra Tây Phương Cực Lạc, về đó ở một cách miễn phí, chứ không có mua bán mấy chục cây vàng, hoặc là để cho họ có tình trạng đi vượt biên. Như là Thế Tôn nói, nếu các vị muốn đi thì Ngài sẽ cho các vị đi bằng những phương tiện rất là an ninh, an toàn, không có sợ những nỗi thập sinh nhất tử là mồi cho cá dưới biển, cũng không sợ những cái nạn rớt máy bay trên không gian, cũng không sợ nạn hải tặc hay là những kẻ khủng bố, vân vân. Bởi vì Ngài thiết lập những con đường đi bằng sự hiệp ước giữa hai thế giới, thế giới Tây Bà và thế giới Tịnh Độ, an toàn, đảm bảo, ngon lành lắm. Đó là tuệ giác của một nhà lãnh đạo cõi Ta Bà về phương diện tâm linh. Do đó chúng ta nên học hỏi theo phong cách này. Nếu như mình là những người cầm cân nảy mực một quốc gia, thì nên có tinh thần giới thiệu những cái hay hơn mình, tốt hơn mình, hoàn thiện hơn mình cho cư dân mình tham khảo, để họ có sự lựa chọn. Còn bằng không đó, chúng ta ém nệm nó thì nó sẽ diễn ra thêm một phản ứng đó, thế nào cũng bị lòi. Và khi mà những cái điều đó được phát hiện ra rồi đó, thì phản ứng nổi loạn sẽ có mặt, phản ứng kháng cự sẽ diễn ra, phản ứng loại trừ có thể bùng nổ. Do đó có một tầm nhìn vĩ đại đó, thì không sợ người ta bỏ mình, không sợ người ta chống mình, không sợ người ta buông mình, trách mình, mà mình tạo cơ hội để họ có tầm nhìn với thế giới, tầm nhìn về cuộc đời, tầm nhìn với những cái tiến bộ văn minh. Và đây là tiến bộ tâm linh, văn minh tâm linh, mô hình Tịnh Độ, tâm linh Tịnh Độ. Dĩ nhiên rằng các hành giả ở Ta Bà sẽ mang ơn Đức Phật Thích Ca rất là nhiều, bởi vì với giới hạn của nhục nhãn, với giới hạn của thân thể vật lý này, con người trong 26 thế kỷ về trước không tài nào có thể biết được vũ trụ bao la này có sự sống của con người cao hơn con người chúng ta về phương diện đạo đức, tâm linh, khoa học kỹ thuật và những giá trị tinh thần và vật chất khác nữa, như là ở cõi Ta Bà. Môi trường sinh thái của Tịnh Độ rất là đặc sắc, nó mang vóc dáng của một môi trường lý tưởng tổng hòa từ những hệ môi trường được xem như là đặc sắc nhất ở nơi mà Đức Phật đang sống, nói chung là của Ta Bà. Môi trường đó được mô tả bằng 7-8 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó, núi non đất đai, thành quách cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xá, hạ tầng cơ sở cho đến hàng cây, điều nạm bảy bảo, vàng bạc, trân trâu, pha lê mã não, lưu ly sa cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Môi trường sinh thái, đây là một môi trường chưa bị con người khai thác nguồn thiên nhiên một cách cạn kiệt như là ở Ta Bà này, dưới góc độ là cạnh tranh kinh tế và chiếm đoạt tài nguyên lẫn nhau. Các quặng vàng, quặng mỏ và bảy báo ở trên Ta Bà đó đã bị con người khai thác một cách dẫn đến những thảm họa lớn cho đời sống của cư dân và các loài động vật trên hành tinh này. Chính vì thế mà nạn động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn mặn, mất mùa đã diễn ra hàng ngày hàng giờ khắp nơi trên thế giới, không chỗ này thì ở chỗ kia. Nguồn tài nguyên thiên nhiên ở cõi ta Tịnh Độ thì không bị rơi vào trạng thái như vậy, bởi vì ở đây đó cư dân là những vị thánh giả, nhu cầu về giao lưu kinh tế không có, và đời sống các vị này là toàn là những tài sản thánh,
cho nên nạn tranh chấp diệt chủng không có. Bây giờ đó đã duy trì được bản chất sinh thái một cách là tốt đẹp nhất, lý tưởng nhất. Đầu tiên vừa nêu là chúng tôi dựa vào bản dịch của chúng tôi vốn tóm tắt lại từ cách mô tả nguyên văn bằng chữ Hán. Cấu trúc mô tả này mang ý nghĩa biểu tượng rất là sâu sắc theo triết học tâm linh của nhà Phật bằng con số 7. Nguyên văn của nó là 7 lớp lan can, rồi 7 lớp văn báo, rồi 7 hàng cây báo, trang nghiêm đặc sắc. Các hình ảnh về con số 7 này tạo ra chúng ta về một cái mô hình trùng trùng điệp điệp về môi trường sinh thái thiên nhiên hài hòa với cuộc sống của con người. Nạn rừng không bị phá hủy, cây cối được xanh tươi và tạo ra một cái không gian mà nơi đó không có công nghiệp hiện đại, không có những chất phóng thải, không có những nạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không có ô nhiễm về tiếng ồn, không có ô nhiễm về đạo đức, không có ô nhiễm về tâm linh. Đó là một môi trường hoàn toàn lý tưởng. Dĩ nhiên là khi sống và giao thoa ở trong một cái môi trường hoàn thiện như vậy, tâm tư, cảm xúc, nhận thức, sinh hoạt con người phải là hướng thiện đó. Sự giao lưu giữa môi trường và sự sống của con người nó diễn ra theo một cách thế là cái gì mạnh cái đó sẽ khống chế. Nếu con người này có tiềm năng lớn, tuệ giác lớn, lòng từ bi lớn và nhiều năng lực khác nữa, sống trong một môi trường tiêu cực đó, thì môi trường tiêu cực đó sẽ được chuyển hóa. Lúc đó chúng ta có thể nói là nhà tuệ giác tạo ra một thế giới tuệ giác, giống như là anh hùng tạo ra thời đại. Còn trong mối quan hệ thứ hai đó, nếu như con người đó yếu hơn, không có lập trường, thiếu bản lĩnh, thiếu phương pháp, không có nền tảng, thiếu phương tiện, thiếu công cụ, thì môi trường sẽ nắn ra con người. Môi trường tích cực sẽ tạo ra những con người tích cực, môi trường chưa hoàn thiện sẽ tạo ra những con người nửa về. Do đó bản chất của Tây Phương Cực Lạc với một mô hình này đó, giúp cho chúng ta có một cái nhìn là đừng bao giờ chấp nhận vận mệnh theo cách thức là có một đấng trời thần linh nào đó đã an bài chúng ta. Chấp nhận như vậy thì chúng ta không bao giờ có được thái độ niềm tin để cải tổ thay thế làm mới vận mệnh của mình theo quy luật nhân quả với những nỗ lực tự thân ở đời hiện tại này. Giá trị của Tây Phương Cực Lạc nằm ở chỗ là tất cả những giá trị tích cực và đẹp đó không phải do Đức Phật A Di Đà biến hiện ra đâu, mà nó là một cái công trình do chính Đức Phật A Di Đà là một kiến trúc sư ngài phát họa ra một cái mô hình rất hoàn thiện. Và trong đó các cư dân tịnh độ gồm lớn nhất là các bậc thánh, các bậc đại bồ tát, các đại a la hán, cho đến những cư dân hành giả mới được vãng sanh, tức là mới được nhập cư, hay là mới được nhập quốc tịch, hay là trong tình trạng chờ nhập quốc tịch, đều có giá trị đóng góp vào cái môi trường sinh thái tâm linh tốt đẹp đó. Chắc xám tập thể vẫn có giá trị tuyệt đối của nó, bởi vì mỗi người có cái nhìn đẹp hơn, gộp những tinh hoa này lại thì chúng ta sẽ có một mô hình lý tưởng thôi. 10 cái đầu vẫn tốt hơn một cái đầu. Dĩ nhiên 10 cái đầu ở đây là 10 cái đầu vô ngã, không có tranh chấp thì mới tốt. Còn 10 cái đầu mà theo tình trạng là 12 sứ quân thì chắc chắn rằng là ở đó sẽ đổ nát, tàn phế hay là phân chia thôi thành vùng miền, vì không có được sự hợp nhất để cho chất xám tập thể này trở thành hoa trái của an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Sở dĩ chúng tôi không dùng các cái con số biểu tượng 7 lớp này 7 lớp kia là bởi vì bản chất của sự mô tả đây là muốn nhắm chúng ta đến một mô hình lý tưởng về thiên nhiên là cái chính. Còn con số nó có thể được hiểu tùy theo nền văn hóa khác nhau. Trong nền văn hóa Ấn Độ là mô tả con số 7 là con số lý tưởng lắm, số trọn vẹn, số tất cả, số ý nghĩa, số thịnh vượng, số phát triển. Nhưng mà trong nền văn hóa Việt Nam con số 7 trở thành bình thường. Do đó chúng ta cũng không cần phải dịch giữ nguyên con số 7 đó, mà chỉ cần nói theo cái cách để chúng ta hiểu là từ cơ sở hạ tầng kiến trúc cho đến thượng tầng kiến trúc, đâu đâu cũng hòa nhập với thiên nhiên môi trường sinh thái. Giá trị của thiên nhiên môi trường sinh thái tạo ra cái sống đẹp ở con người. Nếu như cho thì sống gia mình trong 4 bức tường, đầu chúng ta sẽ bị cùng mặn tính toán và trở thành máy móc hóa thôi. Còn sống với môi trường thì bỗng dưng tâm của con người cho nên thanh thản, nhẹ nhàng, thảnh thơi, không câu thúc, không vướng bận,
và giá trị tuổi thọ, giá trị nhận thức, giá trị tâm linh đạo đức sẽ được phát triển. Động mô tả về bản chất thế giới tịnh độ trên mô hình sinh thái rất là giống với kinh Đại Thiện Kiến Vương thuộc Trung A Hàm, kinh số 68 cũng như Trường Bộ kinh thứ 17. Điểm khác biệt căn bản giữa hai bản kinh này nằm ở chỗ đó là kinh A Di Đà lấy biểu tượng con số 7, trong khi đó kinh Đại Thiện Kiến Vương lấy biểu tượng con số 4. Và ở đây nêu ra bốn loại báo, đó là vàng, bạc, lưu ly và pha lê thôi. Trong khi đó bên kia đến tất cả là 7 thứ, còn cộng thêm 3 thứ nữa. Con số biểu tượng 4 này cũng rất là quan trọng, gắn liền đến bốn chân lý thánh, tức là bốn quy luật nhân quả theo hai tầng lớp: phàm phu và thánh nhân, khổ đau và hạnh phúc, bình thường và siêu xuất. Hai lớp nhân quả này chính là đáp án những nỗi bất hạnh của con người về phương diện phàm phu, và là đáp án về con đường hạnh phúc về phương diện của bậc thánh. Do đó Đạo Phật không bao giờ vạch mặt chỉ tên khổ đau thông thường. Bên cạnh đó, Ngài cung cấp chúng ta những tấm bản đồ, những đáp án cho những bài toán khó của khổ đau. Giá trị đóng góp của Như Lai Thế Tôn nằm ở phương diện thứ hai. Nếu như trong công thức của Tứ Du Đế mà chỉ có đơn thuần là vạch mặt chỉ tên khổ đau thì Ngài là người yếm thế. Bởi vì cuộc đời người ta đâu có muốn nhìn thấy nó là nước mắt, mà phải là những giọt kim cương hay là những hạt kim cương. Như Đức Phật dạy, không nên nâng những giọt nước mắt thành những hạt kim cương hết. Chỗ nào nước mắt vẫn thừa nhận là nước mắt, chỗ nào là kim cương thừa nhận là kim cương. Giá trị giữa nước mắt và kim cương bổ sung cho nhau. Do thấy những giọt nước mắt, chúng ta quý trọng được hạt kim cương và nhìn bản chất cuộc sống như là những thực tại đa dạng, thiên biến dạng hóa, cho phép chúng ta có một cái nhìn rất là bao dung, thoáng, không có đặc đoán, không có chuyên quyền, không có lấy mình làm trục xoay để nhận định đánh giá tất cả mọi giá trị trong cuộc đời. Và do đó con số 4 có thể biểu tượng cho bốn chân lý thánh, tức là những con đường tích cực nhất, tốt đẹp nhất để giúp chúng ta được an vui. Còn 7 báo là tượng trưng cho 7 tài sản thánh. Bên cạnh hạ tầng cơ sở và môi trường sinh thái đó, Đức Phật Thích Ca còn mô tả và giới thiệu chúng ta cấu trúc và phong thủy của Tây Phương Tịnh Độ. Phong thủy này gồm có ao nước nè, có núi non nè, có sen bốn mùa nè, có nhạc và hoa nè, rồi có các loài chim nè, và cũng như là môi trường pháp âm rất là đặc sắc và trang nghiêm. Dựa vào phần mô tả này, chúng ta thấy ở Ta Bà cũng có những cái tương tự. Dĩ nhiên là cấp độ và giá trị của nó chúng ta chỉ đạt được là 10%, 20% hay là 50% ở một số điểm duy nhất nào đó. Phong thủy của Trung Hoa là dựa trên nước và núi. Tiền thủy hậu sơn là một mô hình lý tưởng. Nước mang lại sự mát mẻ và núi nó tạo cái thế dựa và độ bền. Ở đây chúng ta thấy cũng có những cái cấu trúc na ná như vậy. Nó khác nhau ở chỗ là các ao nước ở Tây Phương là ao thác bảo, chứ không phải là ao nước mặn, ao nước ngọt của chúng ta. Các bản kinh Đức Phật nói loài thủy tộc là loài kém phước hơn là các loài động vật khác. Và loài người đi bằng hai chân, sanh bằng bào thai là loài phước báo nhất ở trong các loài động vật. Những loài nào mà có số lượng sinh sản gia tăng nhiều thì phước báo kém. Tại vì cái nhiều đó nó tạo ra cái nghèo. Một gia đình mà đông con thì chắc chắn gia đình đó khó khấm khá được lắm, thì không đủ tiền để chu cấp, để nuôi. Các loài thủy tộc một con như vậy có thể đẻ ra 100 con, vài ngàn con, thì làm sao mà nó chu cấp lớn được. Cho nên chỉ còn cách là ăn tua nước sống những con nhỏ hơn mình thôi. Chứ nếu như mà dưới đó nó có cái môi trường kinh tế giao lưu đối tác giống như là loài người, thì sản phẩm nào có thể cung ứng được cho một cái thế giới vô lượng vô số cua, tôm, cá và những loài khác nữa, lớn nhỏ khác nhau, không thể nào chu cấp hết được. Chính vì thế mà chúng ta không thấy là những cái loài thủy tộc ở trên Tây Phương Cực Lạc. Có những ao nước, nhưng mà ao nước này không có cá, không có tôm, không có cua, không có vi khuẩn, không có những cái loại có thể gây ra những cái bệnh truyền nhiễm không bằng. Mà nó chỉ có toàn là nước, tám công đức và hoa sen báo thôi. Cái mô tả này rất có thể chấp nhận được, là bởi vì chúng ta thấy là từ đất đai này cho đến là suối,
và cát ở dưới suối đều là bằng bảy báo. Dĩ nhiên nơi nào mà có vàng bạc ngọc ngà lưu ly nhiều á, thì làm sao mà các loài vi khuẩn vi trùng mà cá kiết có thể sống được. Cá phải sống ở những nơi có bùn. Ai đã từng nuôi cá ở nhà đó, hoặc là đi nghiên cứu về ngành cá thì biết, mỗi lần mà thay nước đó, phải giữ lại những cái cặn bã ở trong cái chậu đó. Thay đổi môi trường một cách đột ngột, không giữ lại những cái liên hệ đến bản chất đời sống của nó, thì nó sẽ không còn sống khỏe mạnh được. Ao Thất Bảo đây được tượng trưng như là bảy bồ đề, tức là bảy yếu tố hỗ trợ cho sự giác ngộ của các hành giả. Nói chung nó được hiểu như là một biểu tượng rằng là trong mỗi con người ở Tây Phương Tịnh Độ, trong mỗi một cái khu vực sống, trong mỗi gia đình đó, ai cũng hàm tàng trong tâm thức và não trạng của mình một tiềm năng. Ao đây được hiểu như là một tiềm năng của bảy loại báo giúp cho con người trở nên bậc giải thoát. Bảy tiềm năng hay là bảy vật báo này đó là sự lựa chọn con đường đạo đức và tâm linh, sau đó dấn thân một cách bền bỉ không mệt mỏi, nhờ đó tạo ra một trạng thái hỷ lạc nội tại ở tâm để quên đi hết tất cả những nỗi nhọc nhằn thông qua con đường tu tập rất là công phu. Và nhờ trạng thái hỷ ban đầu thiết lập ra một trạng thái tâm thức sâu lắng hơn nữa, đó là trạng thái an lạc. Một cái là nó thể hiện ra bên ngoài với những nụ cười, với những niềm vui, với trạng thái hăng quang, phấn chấn, tướng đi đỉnh đạt, nhẹ nhàng. Và trong lòng thực tại của nó phải có được an lạc sâu sắc nhất, thì tất cả những biểu đạt đó mới được tuổi thọ lâu dài. Nhưng mà bản chất của con đường hành giả theo nhà Phật là không bao giờ bám víu và đặt nặng trên những giá trị vừa đạt, cho nên hành giả luôn luôn giữ trạng thái xả trong những cảm giác hỷ và lạc. Nhờ đó định tĩnh được diễn ra, thiền quán được xuất hiện, và tâm tư con người được chuyên nhất ở mức độ cao nhất của đó, dẫn đến trạng thái là chánh niệm tỉnh thức hay là nhất tâm bất loạn. Đây là bảy gia tài quý báu được xem về những ao tiềm năng công đức mà tất cả các cư dân Tịnh Độ có, như là những vật trang sức ở trong nhà, ở trong tâm của mình. Trong ao này thì không có nước đục và nước trong. Nước đục thì lắm cá, mà nước trong thì không có cá. Ở đây nó là nước tám công đức, gọi là công đức chứ thực ra nếu chúng ta dịch sát tiếng Sanskrit, nó là tám đặc điểm, guna có nghĩa là đặc điểm tính chất. Tám tính chất này gồm có: thứ nhất là sạch, thứ hai là thấm nhuần, thứ ba là mát mẻ, thứ tư là thơm tho, thứ năm là ngọt, thứ sáu là im dịu, và thứ bảy có khả năng giải khát, và thứ tám là giúp cho thân của chúng ta được khỏe ra. Nói chung đây là một loại nước khoáng có thể uống được. Hoặc là khi chúng ta ngâm mình ở cái suối nước khoáng ở trên Tây Phương này rồi đó, thì những chứng bệnh như thấp khớp, phong hàn, đau nhức hay là loãng xương vân vân chắc chắn sẽ tan biến hết liền. Sinh ra ở cõi Tây Phương đó, với một môi trường sinh thái như thế này thì con người khỏe mạnh lắm, bởi vì nó không có độc tố. Tám đặc điểm của nước ở trong Ao Thất Bảo này có thể được đối chiếu với năm cái đối tượng được gọi là dục lạc của con người, và nó hỗ trợ làm cho con người hành giả Tịnh Độ đó hướng đến một chiều kích tâm linh cao hơn. Sự trong sạch nó liên hệ đến sắc thân, tại vì không ai muốn thân thể mình bị dơ dái, cho nên có người tắm một ngày 3 lần 4 lượt, rồi trang sức nó bằng rất nhiều hương liệu vân vân. Còn hai đặc tính về thấm nhuần và mát mẻ đó hỗ trợ cho sự xúc chạm về các giác quan của hành giả, làm cho hành giả ở đây cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát mà không có chấp mắc vào những giá trị phàm tình của cuộc đời. Yếu tố về hương vị thơm của nước đó, chính là phần hương của năm dục công đức, mà không cần phải dùng các loại hương nước hoa của Pháp, của Ý, của Nhật v.v. Tức là không sợ tốn tiền, mà giá trị con người vẫn có những hương thơm đạo đức như thường. Rồi yếu tố về ngọt ngào đó, nó là cái vị được xem như là lý tưởng. Và cái ngọt này là một cái ngọt tự nhiên, nó tạo ra tiềm năng sức khỏe và tiềm năng đạo đức, mà người sử dụng nó không sợ bị bệnh tiểu đường. Còn yếu tố về sự im dịu đó, nó liên hệ đến âm thanh. Tức là nước chảy ở đây nó không phải như thác đổ ào ào ào, hay là sóng to gió lớn đập rầm rầm như là sóng thần vừa qua, nghe mà thất kinh, nghe mà quảng hốt. Ở đây nó rất là im,
Và cái âm thanh đó, đó lát nữa chúng ta sẽ học, tạo ra một cái nhạc khúc du dương trầm bổng nhẹ nhàng vô cùng. Như vậy nó tạo được cơ sở nền tảng cho phương pháp tu tập về âm thanh theo cách thức mà Bồ Tát Quan Thế Âm dạy, quán chiếu âm thanh cuộc đời cũng chính là âm thanh chánh pháp. Hai yếu tố còn lại là có khả năng giải khát và làm khỏe thân, hỗ trợ cho sắc thân của con người. Như vậy là ở đây chúng ta có tối thiểu là 3 yếu tố hỗ trợ cho sắc thân, các yếu tố khác là hỗ trợ cho 4 dục công đức còn lại. Trên ao thác bảo trên đây không làm cho con người đắm nhiễm, chứ lâu lâu mình đi tắm cỡ như là xuống nước nóng Bình Châu thôi, cảm thấy mê không muốn về, bởi vì có chất lưu huỳnh đây nó làm cho mình xương gần cốt cứng cát, khỏe mạnh, không bị những cái chứng bệnh ung thư về da vân vân. Còn đây chúng ta không có những cái đê mê chấp trước đó, mà đó là của chung. Xuống đây tắm thì cũng không có tốn tiền, chỉ đòi hỏi chúng ta có tấm lòng tắm gọi trong 8 công đức, tắm gọi trong những gia tài tiềm năng chánh pháp với 7 bồ đề phần mà thôi. Ngoài nước ra thì ao thác bảo này còn có hoa sen 4 mùa với 4 màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng. Ở đây chúng ta thấy là bản kinh A Di Đà mô tả bằng những hình ảnh rất đặc sắc và đẹp lắm. Hoa sen 5 sắc lớn như bánh xe, nở bài cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ. Sen xanh ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng, sen trắng ánh tuyết, hương tôm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu. Cứ nghĩ là sen trên đây không có sống ở trong bùn nhơ nước động à. Bùn thì tanh, nước động thì nước dơ. Còn ở đây sen là không có theo tình trạng đó. Cho nên nếu chúng ta đứng từ góc độ của nông nghiệp, chúng ta khó chấp nhận được cái đoạn mô tả này. Nhưng mà điều mà Đức Phật muốn nói đây là không phải là mô tả vật lý thông thường, mà dạy chúng ta một cái nhìn hiểu về giá trị biểu tượng của những nội dung vừa nêu. Ở cõi Ta Bà chỉ có sen 3 màu chứ chưa có sen 4 màu. Chúng ta có sen xanh, sen hồng, sen đỏ, sen trắng. Và sen đỏ tạo ra ánh hồng, sen trắng tạo ra ánh tuyết. Sự tương phản về nhân quả dựa theo quy luật đó, nhân như thế nào thì quả phải mang tính cách như thế đó. Dĩ nhiên là bản chất của nhân quả đây nó không nằm ở chỗ là đồng nhất về chiều kích khối lượng. Nhân 50 newton thì quả phải 50 newton, nhân 5 kg thì quả 5 kg. Nhân có thể là 1 mà quả có thể là 1000. Sự chênh lệch theo cấp độ tỷ lệ thuận, cấp số nhân đó nó nằm ở trên trục xoay của tâm lượng con người. Nếu tâm con người vĩ đại cao lớn thì một hạt giống gieo trồng nhỏ đó vẫn tỏ ra một giá trị công đức lớn. Tặng cho những người nghèo khó một bát cơm với tất cả tấm lòng, như là đang chăm sóc những người thân ruột thịt của mình, hay là như là chăm sóc những người mà mình quý trọng nhất, thì phước báo đó vô cùng tặng. Còn mình tặng người đó như là một trong những cái dịp để cho người đó đừng có quấy rầy mình, họ tới họ xin mình hoài mình cảm thấy ngán ngẩm, không có thời gian để tiếp, mình tặng cho rồi để cho họ bỏ đi thì không có công đức gì hết trơn. Thậm chí mình cho họ cái gia tài, giá trị công đức nó cũng rất là. Cho nên tính cách nhân quả tỷ lệ thuận với tâm. 4 màu sắc này ứng với 4 hào quang vô thượng mà Đức Phật đã dạy, đó là lòng từ bi, từ bi, hỷ và xả. Mỗi một đặc tính tâm vô thượng đó là một phần hào quang rất là lớn tỏa ra ở con người hành giả. Chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng con mắt. Bi hào quang á, nó theo nhà Phật không phải là màu sắc giống như đèn đâu. Cái đó là quang hợp vật lý chứ không phải là hào quang. Mà hào quang nó thuộc về tính chất của tâm. Ví dụ như khi chúng ta gần gũi và tiếp xúc với những người có lòng từ bi lớn và vĩ đại, vượt lên trên dòng cảm xúc mà thân thương bình thường, thì bỗng dưng là chúng ta cảm thấy là an ổn lắm, không bao giờ sợ bị khủng bố, sợ bị chết, sợ bị giết, sợ bị thương tật, sợ bị chuốc phế, sợ này thế nào. Thì dòng hào quang đó nó phủ trùm lên, nó làm ảnh hưởng giao thoa vào tần số tâm thức của chúng ta và làm tần số chúng ta được im dịu, thư giãn và được trị liệu. Hào quang là như vậy. Trên mỗi con người như vậy đều có những vòng hào quang tỏa ra. Có điều là người phàm phu có khi có lòng từ bi, có khi thì có cảm xúc, có khi thì chỉ phục vụ cho người thân, có khi lâu lâu thì cho người sơ, có khi thì chỉ cho người thương chứ không cho kẻ thù. Trên vòng hào quang đó có những giới hạn của tâm, và do đó độ phóng, đường kính phóng của nó bị giới hạn.
Do đó khi thấy được bốn màu hoa sen xanh vàng đỏ trắng với ánh rực tương xứng của nó đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là tâm lượng từ bi 50% thì tỏa ra một phun từ trường 50%. Nếu nó là 100% thì nó tỏa ra 100%. Và ai cũng có thể làm cho vòng hào quang của từ bi hỷ xả tỏa ra xung quanh những người thân của mình, những người thương của mình, những người làng xóm của mình và cộng đồng và xã hội. Chỉ cần tu tập, chúng ta sẽ làm cho đường kính của dòng hào quang này ngày càng lớn ra, rộng ha, và ảnh hưởng của nó sẽ tích cực và tốt đẹp hơn. Giá trị của hoa sen ở đây đó là hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu. Hoa sen có đặc điểm không làm cho người trang sức nó bị đê mê, chấp trước như các loại hoa khác. Hoa sen cũng là một trong những loại hoa quý hiếm, không bị các loài chim muông và những cái loài ong bướm làm hư, như những cái loài hoa mà có thể tạo ra được mật ong. Biểu tượng của nó nằm ở triết lý là có mặt ở bùn nhơ nước động, mà giá trị của nó là hương thơm. Hình ảnh này là hình ảnh tượng trưng cho ta bà mà vẫn trổ qua được hạnh phúc. Đó là lý do mà trong kinh này đó, mười phương chư Phật là tán thán Như Lai Thế Tôn là đã làm việc khó làm ở ta bà. Còn nếu như Như Lai Thế Tôn mà vãng sanh về những nơi khác, hoặc là Ngài đi hóa độ ở những thế giới khác đó, thì chưa chắc gì Ngài đã được mười phương Như Lai tán thán đâu. Vì làm những việc khó làm mới đáng tán thán. Mà khó làm là gì? Chúng ta ở môi trường khó khăn, điều kiện thiếu thốn, nỗi khổ niềm đau nhiều, bất hạnh gia tăng, ấy thế mà chúng ta vẫn truyền bá được con đường đạo đức, con đường tuệ giác, chánh pháp vẫn được lan truyền và phổ biến đó, đó là điều đáng khích lệ. Còn ở những môi trường mà tự do dân chủ nhiều rồi, an sinh xã hội đầy đủ, thì cái chuyện làm đạo đâu có cần nhiều đâu, đúng không ạ? Đạo để phục vụ cho đề. Đức Phật ra đề, Đức Phật nói là vì an lạc cho số đông, chứ Ngài đâu nói là vì an lạc cho bản thân Ngài đâu, không có. Thì mình ở một môi trường thuận lợi thì mình an lạc cho bản thân mình dễ lắm. Nhưng mà ở trong môi trường như ta bà này đó, mà làm được chuyện lệ lạc là mới là chuyện khó làm. Biểu tượng hoa sen là nằm ở chỗ đó. Nhìn thấy được cái mô hình hoa sen ở trên Tây Phương Cực Lạc này, chúng ta thấy rằng ở ta bà này đâu có gì khác đâu. Có khác chăng là ở chỗ là chúng ta chưa nhìn thấy được biểu tượng triết lý dẫn đến những nội dung hành trì tương thích như là ở ta bà mà thôi. Vấn đề còn lại là sau khi chúng ta thấy được cái mô hình lý tưởng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, chúng ta phải gây dựng những hạt giống đó ở trong đời sống này, chứ không phải chờ khi chúng ta qua đời để vãng sanh. Cái đó tiêu cực lắm. Dĩ nhiên khi mà mình làm hết mình ở đời hiện tại này, gieo trồng những tịnh độ nhân gian rồi, thì qua đời chắc chắn rằng chúng ta sẽ sanh về Tây Phương thôi. Nhân quả tất yếu mà, gieo gì được đó. Chúng ta là những gì chúng ta tư duy, chúng ta là những gì chúng ta hành động, chúng ta là những gì chúng ta lý tưởng. Nếu như tư duy hành động và lý tưởng của mình là Tây Phương, là Cực Lạc, là tịnh độ, là những nội dung của môi trường sinh thái tâm linh và đạo đức, với những bảy báo về các công đức vân vân như vừa nêu, thì bỗng dưng khi chúng ta qua đời kiếp này, chúng ta sẽ có một cảnh giới tái sanh là Tây Phương Cực Lạc thôi. Từ đó chúng ta có muốn hay không muốn chúng ta cũng về. Chúng ta chạy theo cái nghiệp thiện dẫn chúng ta về bên bển. Giống như là cái cây nó nghiêng về phía nào, khi cưa nó phải ngã về phía đó. Nếu tư duy chúng ta nghiêng về tịnh độ, hành động chúng ta tập trung về tịnh độ, thì tái sanh chúng ta phải rơi về tịnh độ thôi, không có một sự lựa chọn nào khác. Do đó theo nhà Phật đó, thì chúng ta đầu tư ở hiện tại, đầu tư nhân là quan trọng hơn, còn quả nó sẽ diễn ra một cách tất yếu. Và muốn như vậy thì cứ quán sát, quán chiếu hình ảnh của sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng, sen trắng ánh tuyết, sen xanh ánh biếc, là chúng ta sẽ thấy được đó là một giá trị nhân quả màu nhiệm giữa ta bà và tịnh độ. Kế tiếp là Đức Phật đã giới thiệu về các loại nhạc và hoa ở trên Tây Phương bằng một đoạn văn như thế này: ở cõi Cực Lạc, nhạc trời réo rắt vẳng vọng tầng xanh. Còn về hoa ta, như rời khỏi cành hoa mạng Đà La, điểm thêm hương sắc. Ở đây chúng tôi đã bỏ đi cái chữ vũ mạng Đà La, vũ mạng Thù Sa. Nó có hai loại hoa, chúng tôi chỉ giữ lại một loại hoa thôi để tượng trưng là được. Và chúng tôi bỏ luôn cả động từ mưa. Ở trên trển á, thì nó có một cái loại mưa mà mỗi lần cơn mưa rơi xuống á,
nó không phải buồn như là mưa của xứ Huế, nó cũng không có lạnh thấu trời như là mưa của miền Bắc có gió Bắc, nó không phải là mưa tuyết, mưa bão, mưa đá của phương Tây, mà là mưa hoa, tức là hoa rơi xuống rất là đẹp. Nếu như ai có năng khiếu về thơ ca thì đảm bảo là ở đó chúng ta sẽ sáng tác là vô số tập thơ về cảnh trí trang nghiêm đẹp mắt ở Tây Phương Cực Lạc với những loại mưa. Và do đó ở Tây Phương là không bao giờ sợ bị lũ lụt như là bão lụt vừa rồi Katrina ở Hoa Kỳ, hay là Rita sau đó, hoặc là trước đó là Dennis, vân vân. Các loại bão đó là không sợ. Hoặc là những người sống ở vùng Đông Âu, Bắc Mỹ, hoặc là những vùng Nam Cực á, thì không sợ cái loại bão tuyết cuốn nhà, trôi đất, phá hoại mùa màng, làm tổn thất các công trình xây dựng, vân vân. Ở đây là mưa tạo ra một sắc thái màu nhiệm. Mạng Đà La được dịch theo nghĩa đen có nghĩa là đại bạch hoa, tức là một loại hoa trắng lớn. Còn Mạng Thù Sa là đại lam hoa, là một loại hoa màu lam. Còn hình ảnh của nó như thế nào thì trong kinh không có mô tả, nó chỉ nói về màu sắc và kích thước của nó là một cái loại rất là to đẹp lắm. Dĩ nhiên cái loại hoa này nó rất không phải như là cái trái sầu riêng rụng đâu. Sầu riêng mà rụng có nước nó gãy cổ chết thôi. Hoa này rớt lên trên người chúng ta tăng thêm giá trị, và nó gợi chúng ta những công đức. Thì đạo Phật tượng trưng hoa là một công đức. Hoa là sắc đẹp, mà sắc đẹp đây là sắc đẹp về phẩm hạnh đạo đức của con người. Chúng ta phải trang điểm đời sống tinh thần của mình bằng những loại hương thơm đạo đức đó, nó sẽ tạo ra một khung giá trị tinh thần rất là sâu sắc ở hành giả Tây Phương. Nhạc ở cõi trời thì réo rắt theo một âm hưởng, nó khác với nhạc tình của dân gian. Nhạc tình của cuộc đời này mang trong đó các dấu ấn của khổ đau, bi quan, yếm thế, chán trường, thất vọng. Ấy thế mà đại đa số nhạc yêu là nhạc thất tình không à, và người ta lại thích nghe nhạc thất tình. 10 bài ca không tên của chủ Thành An là 10 bài ca đi vào lòng người của nhiều thế hệ trước và bây giờ cũng còn ảnh hưởng. Nghe một cái rồi muốn tự tử luôn. Do đó trong đạo lý về giới luật của những người tập sự xuất gia một ngày với tám quan trai giới và những vị xuất gia đó thì không có nghe nhạc. Và ở đây chúng ta phải hiểu là không nghe nhạc đời, nhạc tình thôi, chứ Đức Phật không hề cấm chúng ta là không nghe nhạc đạo. Chánh pháp hay lời thuyết pháp là một loại nhạc, với các âm hưởng của lòng từ bi, với những cung bậc của lòng đạo đức, với những vần điệu của từ bi hỷ xả, chúng ta vẫn nghe hàng ngày, nghe Đức Phật thuyết mà. Vào chùa tụng kinh chúng ta vẫn nghe. Đức Phật không hề cấm chúng ta nghe loại nhạc đạo, nhạc lễ, nhạc kinh. Nhưng Ngài chỉ khuyên chúng ta là đừng nên gọi là đê mê vào những cái loại nhạc tình, bởi vì nó làm cho tâm con người không thanh thoát được, không có nhẹ nhàng, thoải mái được. Ví dụ như cái câu nào đó trong bản nhạc là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Ấy thế mà người ta vẫn thích, người ta vẫn biết rất là rõ là nó chỉ có 1% của hạnh phúc, rồi còn là 99% là khổ đau, bất hạnh thôi. Nhưng mà tôi vẫn đi, bởi vì đó là sự lựa chọn. Tôi vẫn vào, vì đó là điều mơ ước. Mâu thuẫn nội tại của con người là nằm ở chỗ đó. Thấy giá trị rất là giới hạn, ấy thế mà vẫn đăng ký xung phong. Vào chỗ đó rồi là chui ra, rồi chưa vào là chịu không nổi. Vậy thôi. Cái mà Đức Phật khuyên là không nên nghe là cái này, bởi vì nó tạo chất bi lụy. Có một lúc ở Việt Nam á, người ta đã cấm và liệt đó vào cái loại là nhạc sến, nhạc vàng hay là nhạc rên, vì nó làm cho con người bị quỷ mị. Bây giờ nó đã được phục hoạt trở lại. Các loại nhạc lễ ở trong chùa qua hình thức tán tụng hay là hình thức là chuông mỏ đó đều tạo ra những cái âm hưởng mà theo nền văn hóa Phật giáo ở Bắc Tông. Đó là những loại phạm âm, âm thanh vi diệu nhẹ nhàng. Khi chúng ta nghe một cái tiếng chuông cắt lên với cái độ ngân trầm bổng nhẹ nhàng thì bỗng dưng là người nghe sẽ lắng dịu tâm xuống liền. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, là bản chất âm thanh của các nhạc cụ, nhạc lễ trong chùa. Nhưng mà phải nghe bằng lỗ tai tuệ giác thì chất liệu và nội dung nó mới có. Chứ bằng không nó vẫn là một cái âm thanh giống như những cái tiếng chuông cà rem, hay là tiếng chuông đồng hồ, tiếng chuông điện thoại,
tiếng chuông của các nhà thờ thôi. Phải nạp thêm tuệ giác, và nội dung tuệ giác ở trong chổng thì nội dung nghe này mới khác. Gần đây trong vòng mấy mươi năm, Phật giáo Việt Nam đang có những nỗ lực rất lớn tạo ra một phong thái nhà Phật giáo để cúng dường chư Phật. Dĩ nhiên là những năm tháng đầu tiên khi thiết lập những loại nhạc này đó bị phản ứng ghê gớm lắm, bởi vì đi ngược lại với truyền thống bác quan trai theo một cách thức hiểu tuyệt đối nào đó và mười giới của Sa Di và nói chung là của người tu. Chúng ta vẫn phải biết là ở thế giới Tây Phương á, Đức Phật A Di Đà rất là tâm lý. Ngài là đại tâm lý để hướng con người về tâm linh. Bỏ hết những thứ này đó thì cuộc đời này nó buồn bã vậy lắm. Nhưng mà nạp vào trong đó một nội dung thay thế. Công thức thay thế này đã được các nhà y học hiện nay sử dụng để trị liệu cho những cơn bệnh ghiền. Yêu cầu người ta bỏ thuốc lá mà không cho người ta một viên kẹo ngậm á. Cái bỏ đó có thể tạo ra một trạng thái bần thần khó chịu, ngoài trừ những người có tự giác lớn mới dứt khoát được. Cho nên là người có tâm lý và người có tiềm năng tự giác lớn đó phải thấy rõ là thay thế một cái vật A bằng một cái vật là 10A có giá trị tích cực hơn mà không tạo ra những cơn nghiện. Ở đây Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Ngài tạo ra những âm thanh nhạc trời réo rắt để nhắc nhở con người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là nhớ những đức tính của Đức Phật. Con người tự lực, chánh pháp vọng như là con đường của tỉnh thức, của từ bi, của tuệ giác, của an vui, của hạnh phúc. Và chư Tăng, đoàn thể xuất gia của Ngài toàn là những người tuyên dương đời sống hòa hợp với tâm hạnh hỷ xả, vô ngã, vị tha, dấn thân, không mệt mỏi. Còn nếu như mà mình không có những cái loại nhạc như vậy đó thì rõ ràng ảnh hưởng và sự truyền thông á, nội dung chánh pháp nó bị giới hạn liền. Nhưng mà khi chúng ta nghe một bài nhạc đạo phổ sâu sắc, có những cái cung bậc tiêu chuẩn đàng hoàng, thì bỗng dưng là chúng ta muốn hành trì áp dụng và làm không quên. Cái giá trị của nhạc là xúc tích, cô đọng, ấn tượng, gây ra một cái cảm xúc và phản ứng rất là cao. Do đó chúng ta nên vận dụng theo công thức của kinh A Di Đà này để tạo ra những mô hình là trong chùa phải có nhạc lễ, có nhạc đạo, có nhạc kinh. Nhạc kinh thì ít người làm. Gần đây thì có nghệ sĩ Bạch Tuyết làm trường ca kinh Pháp Cú theo thể cải lương với nhiều điệu lý khác nhau. Nhưng mà điệu cải lương thì nó hơi buồn, cho nên nghe lên rồi cũng hay, cũng hấp dẫn, mà nghe nó hơi buồn buồn rồi rưỡi sao. Sau đó nhạc sĩ Võ Thân đã phổ kinh Pháp Cú ra thành nhạc, tạo ra một cái nhịp điệu rất là hăng quang, phấn chấn vươn lên, và nó có vẻ là tinh tấn, không lùi, rất là hay. Quý vị có thể tìm đọc nó trên trang web của nhạc sĩ Võ Thân Hân, hoặc là ở cái phòng phát hành kinh sách Phật giáo. Cách đây vài tháng thì chúng tôi có phối hợp với nhạc sĩ Võ Thân để làm phổ nhạc bản kinh A Di Đà, đã làm xong ngày hôm qua, bữa nay chưa kịp đem lên tặng quý vị. Là các bản dịch của kinh A Di Đà được phổ nhạc, và khi chúng ta ứng dụng các cái bản kinh mà dưới hình thức nhạc á, thì không khí có tan tốc của chết chóc á, giảm đi nhiều lắm, mà nội dung vẫn còn giữ nguyên. Có một gia đình người vợ thì rất là thuần thành, ngày nào cũng mở những băng tụng kinh ra để nghe. Ông chồng thì chưa biết đạo. Hôm đó thì bà mở lên cái bản kinh A Di Đà, tiếng gõ mõ của thượng tọa và tiếng lời đọc tụng của thượng tọa Thích Nhật Quang thường chiếu, nghe nó buồn mà nó trầm sao đó. Ông chồng mới nói sao bà đem cái băng của người chết về trong nhà, xui lắm. Đó là quan niệm của nhiều người lắm mà. Bây giờ người ta cứ quan niệm là cái kinh A Di Đà là dành cho người chết, kinh Địa Tạng dành cho người chết. Cho đó người ta không biết rằng là kinh Địa Tạng là dạy về đạo lý nhân quả, uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo, hiếu kính với mẹ cha. Còn kinh A Di Đà là dạy về phương pháp tu, nhất tâm bất loạn, như là một nghệ thuật thiền quán và thiền chỉ rất là sâu sắc, với những cái giá trị tâm linh, môi trường sinh thái của Tây Phương Tịnh Độ, một mô hình lý tưởng mà chúng ta có thể mô phỏng mà làm ở hiện tại này được. Biến một bản kinh có chiều sâu triết lý như vậy trở thành một bài kinh dành cho người chết thì tội cho Đức Phật A Di Đà quá. Quan niệm cuộc đời là như vậy. Từ quan điểm đó mà chúng tôi mạnh dạng phối hợp làm nhạc hóa bản kinh, giữ nguyên văn bản kinh, chỉ còn cái là phổ nhạc vào thôi.
Như vậy là khi chúng ta nghe chúng ta quên đi cái không khí tăng tốc vô thường. Bởi vì đạo Phật không nhấn mạnh về tăng tốc vô thường, giống như là những cái bài cúng cơm của quý thầy Bắc Tông ở các chùa, sướng lên ngăn ngay trầm bổng cho người ta khóc rơi nước mắt. Mà Phật tử cũng lạ nữa, thích thì nào mà tụng sao chút mà mình khóc đó, là mình mới đi thỉnh mời. Và tụng mà mình hăng qua mình không khoái. Nhà Phật đâu có cường điệu nỗi khổ niềm đau. Nhà Phật dạy là nhìn vào bản chất nỗi khổ niềm đau để vươn lên trên tìm kiếm những giá trị an vui hạnh phúc. Đức Phật đâu có dạy một bài kinh nào là bài kinh cúng cơm, cúng dông, tẳng liệm, hạ quyệt, mở cửa mã, hoàn toàn không có. Ở các chùa sử dụng những cái bài kinh Bát Nhã dạy về quán vô ngã vô thường để cho các hương linh ý thức rằng không nên bám víu vào thân thể này là của mình, dòng cảm xúc này là của mình, ý niệm quán này là của mình, sự vận hành tâm là của mình, nhận thức của mình là của mình, để gì mà từ bỏ nó ra đi theo cảnh giới tương ứng với nghiệp mà mình sẽ phải tái sanh. Đạo lý nhà Phật dạy mình như thế đó. Do vì quần chúng Phật tử ảnh hưởng truyền thống của Trung Hoa buộc quý thầy phải làm, rồi quý thầy chiều theo riết rồi trở thành phong tục tập quán. Cộng thêm những bài sướng ngân nga đó do quý thầy tự tạo ra thôi chứ đâu có Phật nào nói. Mà ngân nga rên rỉ đến độ ta phải khóc bù lu bù loa là nguy hiểm lắm. Cái đó Đức Phật nói là người đệ tử thánh khi chưa hiểu được đạo lý vô thường như một quy luật, chưa hiểu được cái chết như là một sự thật không thể tránh, thì người đó có thể dẫn đến tình trạng là đập ngực, bứt tóc, khóc than, sưng mắt, bỏ ăn, nhát ngủ, bỏ bê công việc, vân vân, dẫn đến tình trạng là bị tổn thất cho mình và cho người. Đức Phật xác định rõ. Và người đệ tử của Như Lai thì đứng trước cái chết là không nên khóc, là bởi vì những giọt nước mắt đó sẽ trở thành một sợi dây xích rất là lớn níu kéo chân của người mới ra đi, họ không đi được. Trong cảnh giới mà phải đặt trước hai ngưỡng cửa, một ngưỡng cửa từ bỏ vĩnh viễn cái xác thân này và một ngưỡng cửa tái sanh, thì rất nhiều hương linh đã bị chọn sai lầm bởi dòng cảm xúc và nước mắt của những người thân, cho nên họ không đành lòng ra đi. Và không ra đi như vậy họ sẽ tồn tại hình thức là ngạ quỷ, khổ đau vô cùng. Do đó là những người Phật tử thì đừng bao giờ khóc. Chúng ta nén cơn đau, chuyển hóa cơn đau để cho người thân mình mạnh dạn ra đi. Mình mong cho người kia sanh về Tây Phương mà tại sao khóc? Tiễn một người về Tây Phương phải mừng, phải vỗ tay, phải ăn tiệc, chứ không phải tiễn đi về Tây Phương mà đi khóc là kẹt lắm rồi. Do đó chúng ta phải đổi lại phong cách là đừng chia buồn, mà là chia vui rằng cụ ông cụ bà được sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị cứ làm như vậy đi, đảm bảo người ta sẽ hoan hô quý vị thôi. Có ai dám làm không? Văn hóa phong tục tập quán là cho mình không dám làm. Còn mình biết rằng là một hành giả nào đó niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái chết của họ sẽ phải tái sanh Tây Phương, thì phải chia vui với gia đình đó có một hành giả xuất sắc gương mẫu. Đó là nói về vấn đề nhà. Còn các loại hoa ở đây đó làm cho chúng ta cảm thấy được rằng nó có những ảnh hưởng giao thoa tâm linh lớn lắm, gợi nhớ chúng ta về những hoa đẹp của đạo đức, của tình thương, của từ bi, của bác ái, của nhân đạo, của dấn thân. Những giá trị đó làm cho hành giả tịnh độ chứng đắc được đạo quả sớm hơn. Ở đây chúng tôi đã bỏ chữ mưa hoa, bỏ chữ mưa đi mà chỉ nói hoa thôi, vặn rơi ở trên trời để tạo ra thêm hương sắc. Còn nói mưa làm cho người ta liên tưởng đến mưa bão, mưa đá, mưa tuyết, dẫn đến nạn sóng thần hay là những cái nạn lũ lụt nguy hại cho cuộc đời. Chúng tôi bỏ đi từ đó để không có tạo cơ hội liên tưởng. Sau đó Đức Phật đã giới thiệu về sự sinh hoạt thường nhật của cư dân tịnh độ. Dân chúng tịnh độ thường nhật qua ấy vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, trưa về bổn quốc ăn trong tỉnh thức, xong rồi kinh hành từng bước thảnh thơi. Một mô hình sống rất là lý tưởng. Chúng ta phải lưu ý một điểm, nếu như chúng ta hiểu theo nghĩa đen không thì nó uổng lắm, vừa nghĩa đen mà vừa nghĩa triết lý. Nghĩa đen thì có giá trị giới hạn đó, đây là các hoạt động hay là các sinh hoạt liên hệ đến sự cúng dường, bố thí, dân thân, phục vụ. Nhưng mà nó có giới hạn ở chỗ là chẳng lẽ chúng ta tu bao nhiêu năm trời, sanh vào một cái thế giới cách chúng ta đến 10 tỷ thái dương hệ,
để chỉ là một công việc, và mỗi sáng đi nhặt những cái loại hoa mạng đà la mạng từ xa để cúng dường chư Phật mười phương, rồi về lại tịnh độ để ăn cơm, uổng quá không? Công việc mà dân hoa cúng dường ở đây mình cũng làm được vậy. Chỉ cần ra chợ mua bó hoa, mà bây giờ quý vị có biết là cái dịch vụ là tặng hoa đến tận nhà đó, chỉ cần gửi tiền cho các cái dịch vụ này thì hoa có thể đi dân tặng ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, chùa A, chùa B, chùa C, mà đâu cần phải đích thân đi đâu. Rồi bây giờ nó lại có những cái trang thiệp điện tử đó, chúng ta có thể chọn vô số các loại hoa trên các trang thiệp này để gửi tặng cho những người ở nửa hành tinh vẫn được. Về sau này nếu như có sự nối kết giao lưu giữa hành tinh chúng ta và những hành tinh khác thì cái dịch vụ về phương tiện internet này nó sẽ được kết nối liên hành tinh. Chúng ta có thể tặng qua cho Đức Phật A Di Đà bằng một cái email. Điều đó có thể có, chúng tôi tin chắc chắn 100% là trong tương lai sẽ có thôi. Do đó phải hiểu theo cái nghĩa triết lý và biểu tượng ở đây. Đức Phật muốn dạy chúng ta là hãy cúng Ngài bằng những hoạt động dấn thân thiết thực. Hoa đó là hoa phục vụ, hoa từ thiện, hoa công đức, hoa làm các việc làm, hoa tu tập, hoa từ bi hỷ xả, hoa lục độ vạn hạnh. Cúng dường những thành quả tu tập của mình cho chư Phật mười phương, đó là chúng ta đang phục vụ cho chúng sanh. Như Lai Thế Tôn và chư Phật mười phương cần những thứ đó, cần những thành quả tu tập của chúng ta, chứ không phải cần những loại hoa. Bởi vì Ngài đã dạy là một người thực tập bát quan trai giới mà, làm người xuất gia chỉ có 24 giờ đã không được sử dụng các loại hoa rồi. Chẳng lẽ Ngài kêu chúng ta không sử dụng để Ngài có cơ hội sử dụng hết toàn bộ chúng ta nhường cơ hội đó cho Ngài? Không có. Vì đó chúng ta phải hiểu, và buộc phải hiểu dưới góc độ biểu tượng, cúng dường chư Phật bằng hành động cụ thể, bằng sự dấn thân, bằng các việc làm. Chúng ta phải làm thế nào đó để cuộc đời chúng ta là một thông điệp về lòng từ bi của Đức Phật. Chúng ta phải biến lời nói chúng ta trở thành một thông điệp, bàn tay chúng ta trở thành cánh tay nối dài của chư Phật mười phương, hành động của chúng ta là hành động nối dài của chư Phật. Thì lúc đó đạo Phật mới được hiển hiện, đạo Phật mới được người ta biết đến, đạo Phật mới được người ta học hỏi hành trì, và nhờ đó người ta được lợi lạc. Phải tạo ra những cách nối dài lòng từ bi, lòng tuệ giác, các hạnh lành của Đức Phật đối với cuộc đời, thông qua các cách thức dấn thân phục vụ của chúng ta cho cuộc đời một cách vô điều kiện, có phương pháp và có nghệ thuật, với tất cả tấm lòng. Như vậy là chúng ta nhặt những cái loại hoa công đức bằng cách là tu tập bản thân mình, rồi đem cúng dường thành quả đó, hay là đi mười phương thế giới nơi có chư Phật đang ngự trị hoặc nơi không có chư Phật đang ngự trị để làm công tác từ thiện. Dĩ nhiên là ở trên Tây Phương Cực Lạc đâu cần làm từ thiện, đâu có ai nghèo, đâu ai khổ, đâu ai đói, đâu ai khát, đâu ai có hận thù, đâu có chiến tranh, không cần phải làm gì hết. Mà sáng mơ là họ đều phải bay đi hành tinh này hành tinh nọ để làm việc làm thôi. Nơi nào mà để đầy đủ kinh tế rồi thì mình đâu có cần phải phục vụ nữa. Cho nên làm từ thiện phải đến những chỗ nghèo, những chỗ khó, những chỗ đang có nhu cầu, như là phải dấn thân, chứ không thể làm từ thiện ngồi ở chỗ được. Dĩ nhiên trong tiến trình làm chúng ta phải để những cái thông điệp của Đức Phật dưới hình thức là một câu kinh, một lời phương ngôn của Phật giáo, hay là những lời pháp cú, và quan trích những cái lời sâu sắc, đơn giản, nhẹ nhàng, đính kèm theo từng phần quà nho nhỏ như vậy đó. Thì những người tiếp nhận này ngoài cái phần mà cơm no áo ấm ra rồi, họ còn thưởng thức được một giá trị tinh thần quý báu. Cái đó là quan trọng hơn. Còn nếu như chúng ta chỉ tặng cho một bát cơm, ăn rồi chiều cũng đói, tặng cho một thùng nước là Pepsi hay là Coca-Cola, uống rồi cũng khác, mà thậm chí còn bị quá chất và bệnh tật nữa. Cho nên phải tăng cường thêm giá trị tâm linh, cái đó mới cứu họ một cách lâu dài. Và làm được như vậy là chúng ta đang làm hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Thầy Thuốc, Đức Phật Trị Liệu. Đó là trong nguyện thứ 11 Ngài dạy: tôi tình nguyện mang lại cơm no áo ấm cho những người đang thiếu thốn và đói khát, trước sau đó mới đem chánh pháp nhiệm màu cho họ được an vui lâu dài. Ngài dạy rõ lắm, đó là song hành giữa cái bao tử và não trạng. Nếu như chúng ta chỉ cung cấp não trạng tâm linh cho họ không á, thì cái bao tử ốm yếu này nó sẽ biểu tình chống đói, nghe không nổi đâu. Cái bụng trống trơn làm sao nghe pháp nói, phải có cơm trong bụng mới làm đạo được. Đó là con đường rất là thiết thực mà Đức Phật Dược Sư đã dạy. Ở đây chúng ta phải làm con đường từ thiện để nối cánh tay của Đức Phật đến mười phương thế giới bằng đạo lý, thông qua tình thương.
Đạo lý đó là chánh pháp dưới hình thức là những câu kinh, cho ta phải chèn vào trong những tặng quà thì mới có giá trị lâu dài. Ở đây chúng ta thấy là sinh hoạt thường nhật của Tây Phương Tịnh Độ cũng có nấu cơm nè, cũng có ăn cơm giống như chúng ta thôi à. Phản thực kinh hành khác nhau ở chỗ là ăn cơm rồi không có nằm, nằm bị bệnh béo phì. Không có ngồi, ngồi lâu tức bụng, đau thần kinh tọa. Mà ăn cơm xong rồi đi kinh hành, ăn trong tỉnh thức chứ không phải ăn trong nói chuyện hay ăn trong nhai cho nó có, nó qua rồi. Xong rồi kinh hành từng bước thảnh thơi. Như vậy cái mô hình này chúng ta thấy là ở các chùa nào cũng làm hết trơn rồi. Do đó mô hình lý tưởng của tịnh độ không phải là chuyện viễn cảnh, là viễn tưởng mà ta bà không làm được. Tất cả những cái đó chúng ta có thể nhập cản nguyên si cái mô hình cấu trúc sinh hoạt tâm linh ở trên tịnh độ về trong gọi ta bà. Hiện nay chùa nào cũng làm chuyện đó hết trơn. Ăn cơm là yên lặng để cho dịch vị nó được tiết ra một cách tuyệt đối. Mà nếu chúng ta đang nói chuyện trong ăn cơm á, thì cái phần khí nó xuất ra ngoài, năng lượng tập trung nó sẽ bị mất đi, và do đó cái hệ tiêu hóa sẽ làm việc mệt hơn, bao tử nó sẽ y ạch hơn, dịch vị tiết ra không đủ. Cho nên ăn cơm trong tỉnh thức á, làm cho chúng ta sẽ không có những cái chứng bệnh về bao tử và hệ tiêu hóa. Và hơn nữa nó tạo ra một chất bổ đặc biệt lắm. Ăn theo tinh thần của nhà Phật là nhai kỹ, nhai lâu, nhai đến độ nó trở thành nước giống như ăn cà rốt mua mè là tốt lắm. Thì đảm bảo quý vị là không cần phải đi bác sĩ gì cả. Còn thông thường chúng ta ăn giống như là ma đuổi vậy đó. Một bữa cơm ăn có 10 phút mà, hỏi là làm sao mà nó khỏe mạnh được. Các cái dịch vị đó nó chưa kịp tiếp xúc, tạo ra một phản quá chất, gây ra chất bổ thì chúng ta đã nuốt vào trong bụng rồi. Như vậy là cứ mỗi bữa cơm chúng ta chỉ tiêu thụ khoảng chừng 10-20% năng lượng chất bổ cung cấp vào, còn 70-80% chúng ta thải nó ra bằng những con đường thải. Cho nên ăn nhiều mà vẫn không bổ. Còn ăn trong thời Phật chứ một ngày có một cử thôi mà sức khỏe mà vẫn đến 80 tuổi là bởi vì ngày ăn kỹ, nhai lâu nên không có bệnh. Mà phải ăn trong chỉnh thức như vậy thì giá trị của cái ăn nó mới sâu sắc được. Quá trình của sự kinh hành làm cho chúng ta sẽ chống được những cái chứng bệnh béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong gan, tiểu đường, nói chung là những chứng bệnh liên hệ đến thiếu vận động. Thời của Đức Phật ít có ai bệnh lắm, bởi vì sáng mơ vị tu sĩ nào cũng khắc bát, đi khắc thực mà. Đi đến vài ba tiếng đồng hồ thì sự bách bộ thiền quán như vậy làm cho tâm được nhẹ nhàng, thân được thư thái, các cơ bắp được vận động toàn diện. Về ăn cơm xong rồi còn đi kinh hành nữa thì làm sao có bệnh được. Do đó là ở gia đình quý vị vẫn có thể thực tập phương pháp đi kinh hành bằng cách là đi bách bộ ở ngoài công viên, đi ở trên vỉa hè của nhà mình vân vân, hoặc là đi khoảng chừng 10 phút 15 phút sau khi ăn cơm là tốt. Ở trên Tây Phương là như vậy. Mà nếu như chúng ta không thực tập về trên trển vài ngày mà thấy mình không vui rồi quy là Đức Phật cũng nhập cảng mình xuống lại Ta Bà thôi. Đó là cái hộ chiếu thì Như Lai Thế Tôn Thích Ca sẵn sàng cấp cho chúng ta mà không phải tốn tiền lệ phí. Còn Đức Phật A Di Đà cấp cho chúng ta cái visa nhập cảnh là không tốn tiền 50 đô 70 đô. Không tốn tiền, không làm thủ tục gì cả. Chỉ với điều kiện là chúng ta phải làm giống như thế này. Tức là mỗi ngày phải làm vô số công đức phước tiện, đi cúng dường 10 phương thế giới. Về là phải tiết kiệm, không được ăn ở khách sạn, ngủ khách sạn. Đi làm từ thiện ngủ khách sạn là tiền của người ta đóng góp vô hết trơn rồi. Mà phải trở về nước mình để ăn cơm thôi. Mà ăn là ăn đơn giản là phải tự nấu cơm để tiết kiệm chứ không ra khách sạn nhà hàng. Một bữa cơm cũng 100 đô, về nhà nấu chỉ có 2-3 ngàn. Có nghĩa là phải tập cái hạnh là tiết kiệm để tạo công đức cho người khác. Tiêu xài cho cuộc đời sẵn sàng, nhưng mà tiêu xài cho bản thân là tiện tặng, để tạo nguồn âm đức cho mình và cho người. Do đó muốn sanh Tây Phương thì phải làm những thứ này. Mà không về đâu phải tập thôi à. Còn là không được rồi cũng phải chui về phát nguyện sanh về Tây Bà tiếp. Đó là lý do tại sao ở đoạn sau Đức Phật nói đó: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Bỉ Quốc. Nó có ba yếu tố được xem như là điều kiện tiên quyết để có được cái visa nhập cảnh vào Tây Phương Cực Lạc. Đó là phước đức nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên thiện nhiều. Còn cái đó mà ít, có mà có ít là không đủ vô đâu. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca cho chúng ta hiểu chiếu, chúng ta bay đến phi trường của Tây Phương Cực Lạc. Đến đó các vị thánh ở đây dò xét coi có đủ yếu tố, thiếu ba yếu tố này, Đức Phật, các ngài nói thôi các vị hãy phiền lòng bay về
phi trường Tân Sơn Nhất lại đi, tu tập lại thời gian nữa rồi hãy về. Do đó phải tu tập ghê gớm lắm, chứ đừng có tưởng là hãy niệm Phật không đơn thuần là có thể sanh về Tây Phương đâu, không có đâu. Phải làm vô số công đức, vô số phước lành, tạo rất nhiều nhân duyên, tạo rất nhiều phước báo thì mới có thể sanh về bên kia một cách lâu dài. Thì lúc đó chúng ta vừa qua tới phi trường thôi là chúng ta sẽ được cái quyền công dân danh dự liền, chứ không cần phải chờ đến gọi là 3 năm để có được thẻ sanh, rồi 5 năm sau mới được nhập quốc tịch, không cần như thế đó. Như vậy là muốn được nhanh hay chậm là nằm ở cái công phu tu tập của chúng ta. Bằng không á, qua bên bể mà sống theo phong cách của ta bà này á, là thế nào cũng bị trục xuất về ta bà. Các cư dân Việt Nam mà sang những nước phương Tây tiên tiến đó, lười biếng, không có chịu lao động, tối ngày đi vi phạm luật pháp thì sẽ bị trục xuất về Việt Nam nhiều lắm. Trong vài năm qua chúng ta thấy là đưa về Việt Nam nhiều lắm. Cho nên đừng có tưởng học thuyết đế nghiệp vãng sanh là ngon đâu. Đế nghiệp mang nghiệp phàm phu qua bên bển thì vài năm sau tịnh độ trở thành ta bà thôi. Do đó chư Phật không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Do đó nếu không đủ tiêu chuẩn và điều kiện bằng những cái sự trắc nghiệm về tâm linh và đạo đức đó, thì các ngài sẽ chúc phế chúng ta về lại đây. Đó là đời sống sinh hoạt ăn uống. Mà muốn như vậy thì chúng ta vẫn có thể làm được ở tại ta bà. Chúng ta vẫn có thể nấu cơm trong chánh niệm, làm nhà bếp trong tỉnh thức, lặt rau lặt cải, quét rác, rồi dọn nhà vệ sinh, làm công việc trong gia đình hay là trong chùa, có được chánh niệm, có được tỉnh thức, có được kinh hành, tất cả cái đó đều có thể làm được. Ở trong chùa ai là người tu mới bắt đầu cạo đầu thôi là phải học những bài thi kệ nhật dụng. Những bài thi kệ này mang tới cách thiền quán tu tập y như là trên Tây Phương thôi, đâu có khác gì đâu. Cho nên đó là chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca rất là từ bi. Ngài giới thiệu hai mô hình sinh hoạt, một mô hình ở Ta Bà, một mô hình ở Tịnh Độ. Mô hình Tịnh Độ là lý tưởng hơn, bởi vì đó là nơi hội tụ của những bậc thượng thiện, những bậc bất thối chuyển, những bậc đại Bồ Tát. Làm bạn với Bồ Tát tròn đầy trí đức thì dĩ nhiên tâm linh chúng ta được thăng tiến nhanh hơn. Nhưng mà Ngài vẫn tạo cơ hội cho những người có nguyện vọng lớn, có đại hùng, đại lực, đại từ bi, sống ở cuộc đời này để mang lại cuộc đời. Mà nếu như tất cả mọi người lành mà đi về Tây Phương hết được cuộc đời này bỏ cho ai? Quý vị cứ thử hình dung đi. Là người lành á, giàu có sanh Tây Phương không sanh Tây Phương mình không bị chết. Ở Ta Bà này mình vẫn có thể là người tốt thôi. Còn tất cả sanh hết về bên bển thì còn lại ở đây toàn là những người xấu thôi, thì cuộc đời này sẽ trở thành địa ngục mà. Do đó Đức Phật giới thiệu một mô hình đó để chúng ta mô phỏng xây dựng ở hiện tại. Còn ai cảm thấy là mình không an tâm, mình không có đủ sức để sống với một cái mô hình vừa có hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn thì phát nguyện vãng sanh. Còn những người mà thực hành theo hạnh nguyện Bồ Tát, hạnh nguyện vị tha thì nên ở Ta Bà làm được vô số việc. Đó là chuyện chắc chắn. Còn mình sanh về Tây Phương là vì thất nghiệp à. Bởi vì mình thuyết pháp cho ai? Các vị đại Bồ Tát không? Các ngài nói mình nghe quanh năm suốt tháng nghe không hết nữa, nói cho ai? Còn có làm rải qua công đức ở mười phương, tức là đi làm từ thiện, ở đây mình vẫn làm được. Có tiền chút xíu là quý vị có thể đi những cái vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, vùng hao lánh, quý vị gieo trồng phước báo, ăn tấm kinh điển, tạo tượng, đúc chuông, làm Phật, xây chùa, ăn tấm kinh sách, truyền bá các băng từ băng giảng, rồi đưa các mô hình sinh hoạt vào trong học đường, vào trong sinh hoạt cộng đồng tuổi trẻ, rồi giới thiệu thêm những loại nhạc Phật giáo mới vào trong những sinh hoạt nhạc thông thường. Tất cả những đó đều là những cái mô hình tạo dựng ra tịnh độ ở hiện tại. Cho nên là xây dựng tịnh độ hiện tại là chuyện không khó, chỉ có cái là chúng ta có lòng hay không mà thôi. Do đó hiểu được đạo lý này rồi thì đừng bao giờ có mặc cảm khi mình phải vào chùa làm công quả, lặt rau, bữa củi, gánh nước, dọn phân, là làm những việc mà được xem như là vặt vãnh. Nếu tâm lượng mình làm lúc đó là lớn thì phước báo cũng vô cùng tận thôi. Lục tổ Huệ Năng suốt 8 tháng trời chỉ có quay quẩn ở nhà bếp thôi, trở thành cái nguồn cung cấp bao tử cho những người khác tu tập thì phước báo lớn lắm à. Mình làm cho những hành giả có được một bữa ăn ngon và không có lo lắng về dị thực hay là bị ngộ độc thực phẩm, sức khỏe tốt thì tu tập ngon lành thì mình có phước báo vô lượng. Cho nên đừng có sợ là làm công quả nhà bếp là không có cơ hội để tu. Theo bài kinh này rồi thì các vị thánh giả ở Tây Phương sau khi làm từ thiện về nấu cơm, ăn cơm, chứ không có là ăn những thứ khác đâu, cũng ăn cơm như chúng ta thôi.
đừng tưởng cái gì đó là ăn toàn là đồ chay giả mặn như Đài Loan, không có đâu. Hoàn toàn không có những đồ chay giả mặn, toàn là đồ chay thuần túy, đồ chay thiên nhiên, thì cái đó nó không có bệnh. Còn đồ chay giả mặn nó làm hư tâm của người ăn chay. Mình ăn chay mà mình cứ liên tưởng đến con cua, con tôm, con tép gì không, hương vị y hệt như cái đó, thì những hạt giống, những thói quen cũ nó sẽ tái hiện lại trong não dạng chúng ta. Cho nên ăn chay mà tạo nghiệp sát sanh là như vậy. Do đó quý vị nên mạnh dạng tẩy chay công nghệ ăn chay của Đài Loan, vì nó sẽ làm hư đốn cái tâm từ bi của chúng ta, giết chết tâm từ bi chúng ta lớn lắm. Vì nghiệp đó tạo nằm ở tâm là chính yếu, thân thể chỉ là một biểu hiện của tâm mà thôi, hành động chỉ là một biểu hiện của tâm. Tâm chúng ta không có ăn chay thì dầu miệng ăn chay không có giá trị gì, bởi vì ăn chay bản chất nó là nuôi lòng từ bi. Bây giờ mình ngã hóa ra phẩm vật để chúng ta sát sanh. Sát sanh trực tiếp không được, từ đó mình tưởng tượng ra những con tôm, con cua này nọ, mà ăn những đồ đó nó vừa tiền mất tật mang, tốn tiền nhiều, mà là thêm bệnh tật, mà thêm nghiệp nữa. Do đó để nấu cơm trong chánh niệm, để ăn cơm trong chánh niệm, để thiền hành trong chánh niệm, để làm các công đức trong chánh niệm, thì ở ta bà này chúng ta vẫn làm được. Chúng ta có thể làm vô số. Muốn làm đơn giản lắm, quý vị cứ lên 2 tháng một lần phát nguyện làm những người đầu bếp cho chùa Hoằng Pháp, phục vụ cho hơn 3.000 hành giả của tịnh độ, phước báo vô cùng. Cho nên chỉ cần yêu cầu thầy trụ trì mở thêm cái loa trong nhà bếp thôi, trên lúc mà quý thầy đang giảng thì những người đang làm vẫn có thể nghe. Còn nếu như không có cái loa nghe thuyết pháp, nhà bếp sẽ trở thành cái chợ ồn ào, trao đổi chuyện đời, chuyện thế gian, chuyện buồn, chuyện gia đình, chuyện này chuyện nọ, thì lúc đó làm cái đó thì nó không có công đức. Đừng lấy cái dịp mà làm công quả để trút bầu tâm sự của mình. Bầu tâm sự đó chúng ta phải quẳng nó vào trong một cái xó xỉnh, rồi cho nó thủ tiêu nó luôn, chuyển hóa nó đi, đừng giữ lại. Thì lúc đó chúng ta sẽ thiết lập được chánh niệm trong lúc chúng ta sinh hoạt, trong lúc chúng ta tu, trong lúc chúng ta làm việc. Bây giờ đó công đức phước báo gia tăng nhiều lắm. Chúng ta tạm dừng lại tại đây với một sự giới thiệu về môi trường sinh thái và chế độ sinh hoạt của cư dân tịnh độ